Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn bộ sưu tập Dubik móc khóa của mình đầy đủ từ trước tới giờ luôn. Mình có và mình sưu tập hình như nó gần đủ rồi đó. Thì bởi vậy hôm nay mình mới làm tổng hợp lại để coi cho các bạn coi coi là nó thiếu những con gì và nó đủ những con gì nha. Đây, đây là hai con móc khóa mini 1x1 nè, các bạn thấy đúng không? Đây. Rồi. Tiếp đến là một set 6 con 6 màu của hãng Gan. Đó. Đây là con màu xanh nè, con màu tím nè, này là con màu vàng nè, màu đỏ nè, màu xanh nè và màu cà phê. Đấy, đây là 6 con. Rồi mình để đây. Rồi tiếp đến là em gan quả trứng cũng là 330 móc khóa luôn. Đó. Nó là cái này thật sự nó là cái bản thường à. À nhưng mà mình lấy cái hộp của nó đó mình bỏ vô cái con gan màu tím chứ thật sự cái hộp quả trứng này là cái con hộp của con màu tím á. Thì mình để như vậy nè, nguyên set vậy nè, 6 màu vậy nè cho nó đẹp. Rồi. Tiếp đến là 6 con cây thông nè, đó cái móc khóa của nó nè các bạn. Mà tại vì mình làm miếng mình móc vô á, mình bỏ mấy cái dây móc nó đi rồi. Cái móc của nó cũng giống như là cái cọng dây này nè các bạn. Đó. Đây là 6 con, 6 bảng, một bảng đen nè, ba bảng đen với lại ba bảng màu xanh. Còn cái này nó đã bị lột lột cái thích cơ ra rồi. Rồi. Tiếp đến là hai cái bộ móc khóa hàng cổ này nè. Đó. Mà tại vì mình không có khui ra, tại cái này mà khui ra là phải cắt khui ra coi như là nó mất cái giá trị của cái hộp luôn đó, nên mình để yên nguyên nguyên si về luôn. Các bạn thấy không, cái này nó lâu lắm rồi nó phải cắt bỏ, cái đời này là từ đời đời gì luôn á. Nè các bạn thấy cái logo này, logo gì không đó, còn cái này là hộp xí ngầu và một cái này là của Yushin đó, nó cũng nguyên siêu về luôn nè đó. Mấy cái hàng này là hiếm lắm luôn á, bây giờ là không còn luôn á. Thì mấy cái con này là hồi trước mình mua ở shop Dubik Sài Gòn á, thì các bạn coi video trước các bạn cũng thấy rồi. Rồi tiếp đến là em gấu panda. Con này dứt, con này là con 2x2 nè đó, nhưng mà nó là con gấu panda. Rồi tiếp đến là con này, con này là dứt là mắc luôn nè, 180k lận á. Đó mà không biết cái cách chơi nó như thế nào nữa, theo theo mình nghĩ là mình cũng chưa chưa nghiên cứu được cách chơi nữa, tại mình chưa thấy người nào giải á. Đó. Mà rất là mắc tiền luôn. Thì cái cách chơi theo mình nghĩ á, là mình phải xếp như vậy nè, đó, ví dụ như cái này là màu trắng nè, phải không? Mình quay qua đây, thí dụ nó màu tím thì mình sẽ đưa cái con tím về đây và một con tím ở đây. Còn vàng á thì mình một con vàng đây, con vàng đây, đó nó theo kiểu cái hình tam giác như vậy á, thì nó là cái cách xếp của nó là như vậy á, mà cái cách giải thì mình chưa biết. Và đây là con móc khóa nè các bạn thấy không? Đó, cái móc này rất là bự luôn, bự hơn mấy cái móc kia luôn, nó của Gider. Nó quay rất là mượt luôn đó các bạn. Nó y như là cái con bự luôn, nó không khác chút nào luôn, cái cảm giác chơi y như là cái con ghi đi ghi mà bự luôn á. Rất là mượt luôn á. Mà nó làm nhỏ lại là móc khóa rất là đẹp luôn, con này là quá, con này là cực kỳ ưng ý luôn á nha các bạn. Rồi. Tiếp đến là cái con cũng móc khóa nè các bạn, đó. Biến thể của trái banh. Cái con này mình cũng đang nghiên cứu cái cách giải nè, tại vì mình có cái con chế banh bự á, có một số bạn yêu cầu mình hướng dẫn giải á, mà mình đang tìm tìm coi cái những cái video nào mà hướng dẫn trước á để mình coi mình học á, giờ mình làm hướng dẫn lại chứ mình cũng chưa có biết cách giải nữa. Rồi đây là cái con cũng móc khóa luôn, mà con này là con 3x3 hình trụ nè, nó có 3 tầng nè, các bạn thấy không, tam giác nè, đó, góc 3 tầng. Con này thì nó hơi rít. Nói chung là con này là dạng hàng rẻ tiền á, nó hơi rít, quay nó không có được mượt. Rồi đây là con 3x3 của Wiji đó, con này đúng là con hàng xịn sò luôn nè các bạn. Ừ. Chơi rất là mượt luôn nha các bạn. Rồi tiếp đến là nó luôn nè, mà con 2x2 cũng móc khóa luôn. Ui, nó rất là trơn luôn các bạn.
như nó nhìn như là nó có lớp sẵn luôn hay sao, nó rất là trơn luôn các bạn. À, lớp sẵn hay gì đó. Rồi tiếp đến là cũng của BG luôn mà con tam giác. Nó móc khá nè, rất là bự luôn. À, mình để mình kẹp vô túi quần mình được luôn các bạn. Chơi cũng rất là mượt mà nha các bạn, chứ không có lít đâu. Rồi. Tiếp đến là kem này là em 3x3 biến thể. Đó, cũng móc khóa luôn nè các bạn. Đó, nó biến thể nó bo tròn vậy nè. Nhưng mà nó cũng là con 3x3 thôi. Nó cũng mượt mà lắm nha các bạn. Rồi. Tiếp đến là em 2x2. 2x2 này là của cái hãng gì thì mình không biết nữa, tại vì mình khui cái hộp ra rồi. Mình cũng không có để ý nữa. Cũng mượt mà lắm nha các bạn. Mấy cái con này là dạng hàng xịn sò nào, các bạn nhìn ốc là các bạn thấy biết rồi nè, đúng không? Đó. Rồi. Tiếp đến là con 3x3 Chain Biden, kiểu này rất là đẹp luôn nè. Móc cái móc này thì hơi nhỏ hơn mấy con kia. Đó, nhưng mà nó là bản trong suốt nè, các bạn thấy trong suốt không? Đó. Không, mượt mà. Rồi. Tiếp đến là con 3x3 biến thể nè, cũng là cái móc khóa để mình kẹp vô cái khóa quần của mình nè các bạn. 3x3 biến thể nè. Đó, nó có thêm cái tâm ở bên trong nữa nè. Khi mình xay á, tâm nó chạy nữa. Và em này là em LV đó, 3x3 như này của QG luôn phải. Ồ, để lâu quá bụi nó bám luôn nè các bạn. Mình trưng tủ lâu quá bụi nó bám luôn. Không, cũng mượt mà lắm nha các bạn. Móc rất là bự luôn. Rồi. Và thêm nguyên một đống này nữa. Đây, đó. Đây là mấy cái con này á, là nó chơi theo cái kiểu mà giống như là mình nó là từng cái miếng rời rời vậy nè, đó mình tháo rời ra mình xếp nè, nó có cái lỗ để móc nè, đó hai con chế banh. Rồi, cái này cũng vậy nè, các bạn thấy cái lỗ không để nó móc cái khóa nè, đó. Mình chơi theo kiểu nó giống như là xếp hình vậy đó, chứ không phải đó, mình tháo nó sẽ rời ra và mình ráp 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 lại. Đó, con này là hình hình như như hình cái lu cái trống vậy nè, cái lu nó cũng vậy nè, đó. Không, cũng tháo rời ra nè, nó có hai cái lỗ để móc cái khóa nè, là nó là cái dây như vậy vậy nè các bạn, nó để mình móc qua đó, mà tại vì mình làm biến bỏ cái dây vô mình giục cái dây qua bên rồi, đó con này cũng vậy nè, nó cũng có hai hai cái móc nè, cái cách chơi của nó là đó, nó cũng tháo ra nè, đó giờ mình sẽ tháo rời ra luôn, đó rồi, đó. Tổng cộng là nguyên nguyên một đống như nè, đó là đó, tất cả những con rubik móc khóa của mình có luôn á. Đó, thì nói chung là không biết còn thiếu con nào nữa không, mà mình cũng đang cố mình săn được càng nhiều thì càng tốt. Đó, rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha, nhớ like đăng ký và chia sẻ video cho mình nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau, bye bye, chào tạm biệt.